Ok, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đến với một ca khúc hot hòn họ, ca khúc mới tinh, mới toang luôn. Hôm nay mình sẽ dạy hát hai ca khúc. Ca khúc của một chàng ca sĩ, nhạc sĩ Jack, đổi tên thành Jack97. Có tên là, bài hát có tên là J97 không? Có tên là một thằng con trai. Wow wow wow. Bài siêu hot, siêu mới, siêu nóng hổi vừa mới ra lò. Nghe giai điệu lúc đầu á thì mình nghe thấy nó cũng hơi khó chịu chút xíu, mà nghe từ một hồi tự nhiên mình thấy nó cái lạ ở đây. Mình thích cái chỗ là cái dòng nhạc của Jack đi á, cái cách hát á là cách hát miền Tây, rap là rap theo kiểu miền Tây, cũng miền Tây luôn. Rồi còn cái ngôn ngữ mà Jack viết á cũng là theo kiểu dân tộc Việt Nam, nó rất là hay. Cái chỗ là Jack viết những cái ca từ nó rất là Việt Nam, nó gần gũi và nó rất là Việt Nam. Và cái hay tiếp theo là Jack có thể kết hợp được với nhiều cái dòng nhạc khác nhau, kể cả hip hop, pop. Thì cái bài hát này là phong cách nó hơi hơi Hàn Quốc nha, nó hơi hơi K-pop chút xíu, pop. Đó, nhưng mà nó lại mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Nó rất là lạ, và nghe chừng một lần, nghe hai lần tự nhiên bắt đầu có cảm giác nghiện nha. Cảm giác là nhúng nhảy theo cái điệu nhạc này. Nên mình sẽ liền, mình tập liền. Thì trong lúc là tập liền chia sẻ cho mọi người, có sai sót gì thì mọi người cứ comment bên dưới và bỏ qua giùm cho. Ok, và giờ, bài này cũng không khó đâu, nó chỉ có 3 đoạn thôi, 3 đoạn khác thôi ha. Rồi ok, mình sẽ đi từng câu nha. Tông của nó là tông pha, ơi, tông si dáng thứ. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rồi ok. Dù nay không say vậy uống cho vơi đầy, rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che phố xa đêm mai vô tình thôi cũng vì. Phố xa đêm mai vô tình thôi cũng vì. Rất là dễ thương đúng không? Đoạn đầu chỉ có chút xíu như đó, sau đó mình sẽ tới điệp khúc, xong rồi tới phần rap. Vậy tính ra 3 đoạn chứ, 4 đoạn chứ. Rồi, mình sẽ đi đoạn đầu nha. Cái giọng của Jack á, là một cái giọng hát nó rất là hay. Ở cái chỗ là bẩm sinh là giọng của Jack nó có đầy, nó hội tụ rất là nhiều yếu tố thanh nhạc, nhất là cái kỹ thuật mid voice và cái khoảng vang bên trong của Jack mở rất là tốt. Ok, vô lại luôn. lại luôn. Rồi. Cái giọng của Jack á là một giọng rất là hay, hội tụ rất nhiều những yếu tố mà một ca sĩ cần có. Đó là như là cái vòm miệng của Jack á, cái âm thanh trong vòm miệng của Jack rất là hay luôn, cực kỳ đầy và mở. Thì lúc đó là các bạn thấy rất rõ là kỹ thuật mix voice của Jack nó có sẵn ở trong cái giọng hát luôn. Và cái sự thoải mái, thì cái sự thoải mái, cái sự thả lỏng và mix voice và head voice và chest voice làm việc rất là tự nhiên, và với một cái cách hát rất là lạ và độc đó. Thì cái đó là cái sự sáng tạo và đem đến thành công của Jack và những bài hát của Jack ha. Rồi bây giờ mình cứ vô chủ đề đi, mình sẽ hát làm sao để cho nó hay, bài này sẽ đúng cái style của Jack. Ok. Là một thằng con trai, là một thằng con trai nghèo như anh, là một thằng con trai, mình mở nè, hai. Là một thằng con trai nghèo như anh, nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, màu trắng đôi bàn tay, màu trắng đôi bàn tay. Và nhẹ nữa. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say vậy uống cho vơi đầy. Rồi ok nha. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che, chẳng có ô, chẳng có ô, chẳng có ô mà che phố xa đêm mai vô tình thôi cũng vì. Rồi lại một lần nữa câu đó nha. Là một thằng con trai nghèo như anh,
mở tròn ha, và thoải mái nhẹ nhàng. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rượu này không say, vậy uống cho vơi đầy. Đó, tiếp tục nè. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì. Rồi, thì cái câu này mình hát, mình sử dụng cái hơi của nó nha, là như thế này. Lại một lần nữa mình cắt ngắt hơi từng câu nè. Là một thằng con trai nghèo như anh. Rồi, lấy hơi nè. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rồi, cái này hết nguyên một hơi nha. Rồi, một câu một hơi đó. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Lấy hơi nè. Rượu này không say, vậy uống cho vơi đầy. Lấy hơi. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có mà che phố xa. Rồi mình kể nhau. Lại câu này nha, câu này lấy hơi hơi khó nè. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa. Lấy hơi nè. Chẳng có mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì. Đó, thì cái chữ là mình sẽ lấy hơi cái chữ mưa ha. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì. Đó, lấy hơi cho đúng chỗ, tại cái đoạn này đoạn nó liền mạch với nhau, phải biết lấy, không thôi là thiếu hơi. Rồi, mình sẽ đi lại một lần nữa nè. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng. À, lại lần nữa, lại mình nhầm rồi. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rượu này không say, vậy uống cho vơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì. Chứ mình đừng lấy hơi cái chỗ mà chẳng có mà che phố xa, thì nó mất cái sự liền mạch của cái câu này, rất là hay ha. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì. Đó, lấy hơi cho đúng chỗ, cái này là mình phải tính toán, đó là cái kỹ thuật lấy hơi. Tiếp theo sẽ là: vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, em bước đi cùng ai, em bước đi cùng ai. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai. Anh lẻ loi, anh lẻ loi, bờ môi khẽ run, anh buồn buồn. Ok, buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em ở lại, muốn giữ em ở lại, muốn giữ em ở lại, muốn giữ em ở lại. Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì, câu gì, câu gì, câu gì, câu gì. Luyến lấy rất nhiều, cái này nhạc mang tính chất dân ca, mà âm hưởng dân ca Việt Nam mình luyến lấy, trời kinh khủng. Thì cái đó là rất là hay, nghe rất là lạ. Mình lại một lần nữa phần điệp khúc nha. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run, anh buồn. Anh lẻ loi bờ môi khẽ run, anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em ở lại, muốn giữ em ở lại. Ủa, lộn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, đi. Nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì. Lại lần nữa nha. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai. Rất là hay đúng không? Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run, anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng cớ sao
sao mình chẳng nói nhau câu gì. Tới đây thì nó cũng không khó lắm, nhưng mà cái cách mình luyến lấy mình nó hát những cái luyến lấy những cái legato nó rất là như nè. Đó, nó luôn liền chứ nó không có hát theo kiểu ngắt chữ. Đó thì hai cái chỗ là như vậy. Bây giờ mình làm lại một lần nữa nha. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai cùng ai cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh bù. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em ở lại, nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì. Ok, rất là dễ thương, bài rất là dễ thương, nghe dễ nghe. Điệp khúc lặp lại hai lần á, cũng rất là dễ thuộc lời. Rồi, khúc rap nè. Vùng tay hỉ nộ ái ố gì? Cái số trời định rất tiếc là thân cô ơi. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Cái số trời định rất tiếc là thân cô. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo. Ok, hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này vô to. Nó đi liền cái này nè, nó đi liền luôn chỗ này. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nó đi liền luôn nha. Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này vô to. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên ngài. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Dù có, làm một lần nữa nha. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Rồi, khúc này á là cái phần này nè. Đó là bắt các với bạn là nó hip hop một chút, nó R&B một chút. Cái hay của bài này là kết hợp nó đó là dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Đây R&B hát beat rất nhiều ha. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng nói dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Giờ đây có được gì, người đã hóa ra quỷ chẳng thể hóa. Người là đó gì, người là đá giả quỷ, người là đá giả quỷ chẳng thể hóa diêu kỳ. Ok, yo. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Hồ đồ viết lên trong tình yêu này vô bổ, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này phô tô. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Giờ này có được nó đi liền luôn. Nhưng nó không quên. Giờ này có được gì, người đào hoa. Giờ này có được gì, người đào đã ra quỷ chẳng thể hóa diêu kỳ, chẳng thể hóa diêu kỳ. Chẳng thể hóa diêu kỳ. Là một thằng con trai nhiều như anh, màu trắng đôi bàn tay. Đó thì cái đó mình sẽ quay lại. Rồi, cái phần rap nha mọi người. Thêm một lần nữa phần rap để cho nó quen dần đi ha. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, hồ đồ viết lên trang tình yêu. Rồi, lần nữa nha. Vùng tay hỉ nộ ái ố, cái số trời định rất tiếc là thân cô. Hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ, hồ đồ viết lên trang tình yêu này vô bổ. Khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo, khổ cả chặng đường khi tờ giấy này photo. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Nó đi liền cái này nha. Nhưng ký ức mãi không quên, nhưng ký ức mãi không quên. Giờ đã có những gì, giờ đã có được gì, người là đá giả quỷ
Chẳng thể hoa diêu kỳ, 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 chẳng thể hoa diêu kỳ. Ok, là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Bài này kể dậy kỹ kỹ chút xíu, bài mới với lại nhạc này hơi bị nhanh, khó hát chút xíu nên mình sẽ kỹ nha. Rồi xem lại quay lại một lần nữa nè. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say vậy uống cho vơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có mà che phố xa đêm mai, vô tình thôi cũng vì phố xa đêm mai, vô tình thôi cũng vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em được đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì. Các bạn có thấy mid voice rất là nhiều trong cách hát, và các bạn để ý đi, giọng âm thanh của cái âm thanh của Jack á, nó bẩm sinh luôn là có cái phần mid voice trong phòng. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, em bước đi cùng ai, anh lẻ loi mà môi khẽ run anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, tiếng anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì. Rồi khúc này nè, nức nở một chút xíu nữa mới ra, nức nở chút xíu. Chào nhé anh, chúc yên bình. Chào nhé anh, chúc yên bình. Sau tất cả ta vẫn là người nhà, sau tất cả hơi nức nở, sau tất cả ta vẫn là người nhà. Và đừng khóc, xin giữ món quà. Và đừng khóc, xin giữ món quà. Và đừng khóc. Chuyển hết rồi nha. Và đừng khóc, hai nốt. Và đừng khóc, xin giữ món quà cho mối tình, cho ước mơ của mình, cho ước mơ của mình, cho ước mơ của mình, cho ước mơ của mình. Ok, cho ước mơ của mình. Lại câu đó nha. Chào nhé anh, sau tất cả ta vẫn là người nhà. Và đừng khóc, xin giữ món quà cho mối tình, cho ước mơ của mình. Đó, nó chỉ có đoạn đó thôi, và mình sẽ quay lại là vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh buồn. Tiếng pháo vô quy muốn giữ em được đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì.
Ok, bài này dễ thương, đơn giản. Rồi, ok. Các bạn, mình đã tập bài này rất chậm, từng câu từng từ. Muốn giữ âm thanh nha, chú ý để giữ âm thanh. Rất là âm thanh nó tròn theo kiểu dân ca. Rồi đó, vậy xong là mình chuyển lên mid voice, mình chuyển lên head voice, rồi cứ âm thanh đó mà cứ hát một cách tình cảm nhất. Mùi á, có cái độ mùi á. Cái con có những câu nó rất là rõ cái phần cái độ mùi, cái độ giống như là chào nhé đó. Thể hiện cái độ mùi rõ nhất để cho các bạn dễ hình dung. Chào nhé anh, chúc yên bình. Chào nhé anh, chúc yên bình. Sau tất cả ta vẫn là người nhà, sau tất cả ta vẫn là người nhà. Tiếng pháo vô lòng và đừng khóc, xin cho mối tình, cho ước mơ của mình. Đó, cái chỗ đó là nó thể hiện rõ cái sự mùi mẫn của cái giọng hát của Jack. Rất là mùi nhạc dân ca, nhạc âm hưởng dân ca rất là có cái sự mùi mẫn, cái tình cảm ở trong đó. Nhưng mà nó gọi là nó vẫn có thể kết hợp lại được với nhạc trẻ, nhạc hiện đại, và nó tạo nên gọi là một xu hướng mới, một cái cách hát mới. Mà cái đó là cái sự thành công rất nhiều đối với Jack, một ca sĩ trẻ nhưng lại có cái sự khác biệt, có sự sáng tạo trong cách hát và kể cả trong âm nhạc của mình. Ok, video cũng khá dài rồi, bây giờ mình xin tạm chia tay các bạn và hẹn gặp lại với những video khác. Chúc các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ và tập luyện cùng được bài hát này để có thể cover hoặc là để hát tặng người mình yêu thương vân vân, hoặc có thể làm những điều mình thích với ca khúc là Một Thằng Con Trai sáng tác của Jack J97. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.